Vợ chồng Dương Cẩm Linh chụp ảnh cưới cùng con trai 1 tuổi. Bộ ảnh được thực hiện ở Đà Lạt, nhân sinh nhật của nữ diễn viên và con trai. Cách đây không lâu, vợ chồng Dương Cẩm Linh mới thực hiện bộ ảnh cưới ở thành phố Sương Mù. Họ đã tái hiện một phần hình ảnh lãng mạn ngày mới yêu và ngỏ lời lấy nhau. Dương Cẩm Linh và nhà sản xuất Phạm Việt Anh Khoa gặp nhau tại Liên hoan phim ở Pháp năm 2014. Nữ diễn viên bị anh thu hút bởi sự chân thành, hoạt bát và gần gũi. Cô cảm thấy anh hoàn toàn khác với những người theo đuổi cô từ trước đến nay. Khi hai người quen nhau thì tôi cảm thấy anh như người bạn của mình vì cùng chung ngành nghề nên điều gì tôi cũng có thể chia sẻ được. Anh tạo cho tôi cảm giác có thể san sẻ được từ công việc nhà cho đến việc diễn xuất, nữ diễn viên thổ lộ. Cặp đôi có nụ hôn nồng nàn trong bộ ảnh. Đặc biệt, bộ ảnh còn có sự xuất hiện của con trai bé William, bé vừa tròn 1 tuổi cách đây ít ngày. Ông xã của Dương Cẩm Linh là người khá thẳng thắn, không thích vòng vo. Khi vừa quen cô, anh chia sẻ với cô mọi vấn đề về hoàn cảnh của mình. Dương Cẩm Linh tiết lộ, anh còn là người có sự am hiểu và rất cầu tiến trong cuộc sống. Mỗi khi cô góp ý điều gì về anh, thì anh sẵn sàng nhìn nhận và sửa sai. Khi Dương Cẩm Linh sinh con, có nhiều thứ cô không rành. Ông xã đã đọc sách và hỗ trợ cô rất nhiều, từ việc chăm sóc vợ con đến tìm hiểu về cảm xúc của bà mẹ trẻ. Theo Dương Cẩm Linh, cuộc sống sau hôn nhân mới là một thực tế của tình yêu. Vợ chồng cô luôn tự nhủ làm thế nào để yêu nhau thật nhiều, hy sinh thật nhiều cho nhau. Tuy nhiên, vì tính cách của họ cũng có nhiều điều đối lập, nên cả hai không tránh khỏi những mâu thuẫn. Mỗi lần như vậy, hai vợ chồng đều ngồi lại, nhìn nhận vấn đề để giải quyết. Những mỹ nhân tên Hà chưa chịu ngừng hot của showbiz Việt. Trong làng giải trí Việt, những mỹ nhân này cùng tên nhưng có cuộc sống và công việc khác nhau. Điểm chung là họ chưa bao giờ ngừng hot. Hồ Ngọc Hà. Nếu muốn nói về độ hot và chưa từng ngừng hot của một mỹ nhân Việt, thì đầu tiên phải kể đến nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà. Sở hữu vẻ đẹp quyến rũ và đầy cá tính, Hồ Ngọc Hà khởi nghiệp với vai trò người mẫu, nhanh chóng khi nổi tiếng chưa đầy 20 tuổi. Là người mẫu thành công, nhưng âm nhạc mới chính là bệ đỡ, đưa tên tuổi Hà Hồ tỏa sáng. Sự nghiệp ca hát của Hà Hồ thực sự nổi bật khi cô kết hợp cùng nhạc sĩ Đức Trí với nhiều bản hit như Và Em Đã Yêu, Có Nhau Trọn Đời. Sau đó Hà Hồ chính thức trở thành tên tuổi sáng giá của làng nhạc Việt với nhiều giải thưởng uy tín, tham gia vô số những chương trình lớn nhỏ tại Việt Nam và nước ngoài. Ở độ tuổi ngoài 30, Hà Hồ đạt nhiều thành công mà ai cũng phải mơ ước. Cô được ví von là nữ hoàng giải trí của showbiz Việt. Riêng trong lĩnh vực thời trang, Hồ Ngọc Hà được coi là người tạo xu hướng với lối ăn mặc phong cách. Cô được nhận xét là người dẫn đầu trào lưu thời trang và có sức ảnh hưởng mạnh đến công chúng. Ngoài tài năng không thể phủ nhận, Hồ Ngọc Hà còn được biết đến với những trang tình trường dày đặc. Cô yêu nhiều người trước khi đến với Cường Đô La và sinh con cho anh. Ít lâu sau, cô chia tay rồi vướng tin đồn cặp kè đại gia Kim Cương, bị cộng đồng mạng tẩy chay vì là người thứ ba. Hiện tại, sau khi đóng chung MV Cả Một Trời Thương Nhớ, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tiếp tục bị tung nhiều bằng chứng hẹn hò. Mặc dù trải qua vô số thị phi trong sự nghiệp, độ hot của cái tên Hồ Ngọc Hà vẫn chưa bao giờ giảm nhiệt. Với nhiều người yêu quý Hồ Ngọc Hà, cô vẫn là một ca sĩ vô cùng tài năng, một người mẹ của cậu con trai đáng yêu và là người phụ nữ quyền lực trong showbiz hiện nay. Tăng Thanh Hà. Tăng Thanh Hà chính là cái tên thứ hai sau bao nhiêu năm vẫn chưa chịu ngừng độ hot. Dù cô đã rời xa showbiz sau khi lấy ông xã đại gia, nhưng mỗi lần ngọc nữ xuất hiện là lại tốn biết bao nhiêu giấy mật của giới truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ. Dù trước đó khá kín tiếng trong chuyện hôn nhân cũng như đời tư, nhưng gần đây ngọc nữ Tăng Thanh Hà thường xuyên chia sẻ về cuộc sống của mình khi làm dâu trong một gia đình danh gia vọng tộc. Nhìn từ ngoài vào, ai cũng ngưỡng mộ cuộc sống màu hồng của nữ diễn viên. Lấy chồng con nhà danh giá thành đạt, sở hữu trong tay khối tài sản lớn, sinh con kháu khỉnh và thường có những chuyến chu du khắp thế giới. Hiện tại Tăng Thanh Hà đã là bà mẹ của hai con nhỏ, mặc dù hiếm khi khoe, nhưng những tấm ảnh đã được chia sẻ của hai mẹ con đều kèm theo những dòng trạng thái vô cùng tình cảm và ấm áp. Thân Thúy Hà. Nhắc đến những mỹ nhân tên Hà trong showbiz Việt, sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua Thân Thúy Hà. Trong làng giải trí, Thân Thúy Hà được biết đến với vai trò người mẫu nhiều hơn là diễn viên. Với khuôn hình đẹp, nụ cười và ánh mắt biết nói, chân dài gốc Tiền Giang từng làm mưa làm gió trên sàn diễn thời trang vào cuối những năm 90. Tới thời điểm hiện tại, dù đã ở tuổi 34 và trải qua nhiều đổ vỡ trong tình cảm, nhưng nét đẹp của Thân Thúy Hà dường như vẫn không có gì thay đổi. Mỗi lần xuất hiện trên báo hoặc trong các sự kiện,
cô đều gây chú ý bởi vẻ đầm thắm quyến rũ của bà mẹ một con. Trong thế giới showbiz ồn ào và thị phi, người ta thường có câu nói đùa hàm ý, phía sau thành công của chân dài luôn thấp thoáng bóng dáng của đại gia. Nhiều lần, thân Thúy Hà thừa nhận, cô cũng không nằm ngoài những đồn đoán quanh câu nói đó. Tuy nhiên, khác với nhiều người đẹp chỉ biết thanh minh, tôi không có đại gia, thân Thúy Hà chọn cách chứng minh bản thân bằng hành động. Sau khi ly hôn, người ta lại thấy Hà lao vào công việc nhiều hơn, cô nhận 2-3 phim liền một lúc và rất ít khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Không nhiều người biết rằng châm ngôn hàng ngày của bà mẹ một con quyến rũ nhất nhì showbiz ấy lại đơn giản như một người lao động bình thường, đi làm kiếm tiền mua sữa cho con. Thân Thúy Hà còn có một tình bạn đẹp với người bạn thân Tăng Thanh Hà. Họ luôn yêu thương giúp đỡ nhau. Trong nhóm, Tăng Thanh Hà vốn nổi tiếng và cũng nhỏ tuổi nhất. Nhưng em ấy lại quan tâm, lo lắng cho bạn bè nhiều nhất. Tình cảm của chúng tôi vượt qua ngưỡng cửa tình bạn, giống như chị em trong nhà nhiều hơn, thân Thúy Hà từng chia sẻ. Danh ca Thanh Hà. Để kết lại câu chuyện về những mỹ nhân tên Hà, chắc chắn độc giả không thể quên được danh ca Thanh Hà. Người mới đây đã bật khóc khi nhận ra dì ruột là mẹ đẻ mình sau 40 năm. Thanh Hà từng nói về cuộc đời mình như một đường tròn chẳng bao giờ khít. Thanh Hà có một quá khứ đau buồn vì từ nhỏ đã không biết cha mẹ mình là ai. Cô trải qua 2 mối tình, 2 cuộc hôn nhân nhưng đều không đi đến kết thúc tốt đẹp. Lúc ấy cô đã tự nhốt mình, tự dằn vặt bản thân. Những thất bại của cuộc hôn nhân thứ hai khiến tôi bị ám ảnh và tự nhốt mình, gần như tuyệt giao với cuộc sống bên ngoài. Vì lại sợ bị tổn thương, tôi đau một nhưng thấy sợ 10. Mới đây, người tình trẻ gắn bó với Thanh Hà suốt 10 năm đã tỏ tình với cô ngay trên sân khấu bằng chiếc nhẫn kẹo. Nức nghẹn trong vui mừng, Thanh Hà đồng ý tái hôn lần thứ 3 với Roland. Chị chia sẻ lý do Roland cầu hôn mình bằng chiếc nhẫn kẹo là 10 năm trước, chàng nhạc sĩ trẻ đã thổ lộ: "Tôi nghèo lắm, nếu sau này có lấy cô thì tôi cũng chỉ có chiếc nhẫn kẹo này thôi." Sở hữu gương mặt rất tay, nhưng Thanh Hà lại hát hay nhất những bản tình ca đầm thắm, da diết và khắc khoải. Sự đối lập thú vị ấy đã góp phần làm nên một Thanh Hà thực sự khác biệt trong trái tim người yêu nhạc. Sau năm việc không tiếc tiền sắm xế hộp tiền tỷ tặng một nửa, không những đẹp trai, tài giỏi mà các sao năm Việt này còn có cách thể hiện sự ga lăng của mình với người yêu bằng những xế hộp tiền tỷ. Lương Thế Thành. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thúy Diệm khiến dân mạng trầm trồ ngưỡng mộ khi đăng tải hình ảnh chiếc xe hơi hạng sang do ông xã tặng. Nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh kèm dòng trạng thái hết sức vui vẻ: "Chào mừng bé yêu đã về nhà, cảm ơn quà 20 tháng 10 của ông xã." Thúy Diệm hạnh phúc chia sẻ được ông xã Lương Thế Thành tặng xe hơi trên trang Facebook cá nhân. Chiếc xe mà nam diễn viên vừa tặng cho bà xã có giá hơn 2 tỷ đồng. Nữ diễn viên khiến nhiều chị em ngưỡng mộ khi nhận quà khủng ngày 20 tháng 10. Trường Giang. Sau khi công khai mối quan hệ tình cảm, Trường Giang và Nhã Phương liên tiếp thể hiện tình cảm thân thiết. Danh hài Trường Giang cũng vừa tậu nhà biệt thự ở Phú Quốc và trong ngày tân gia. Nhã Phương và nhiều bạn thân của nam danh hài đã về dự. Không những thế, một người bạn của nữ diễn viên và nam danh hài chia sẻ hình ảnh Trường Giang tặng xe tiền tỷ cho bạn gái. Hình ảnh này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ. Theo thông tin, Trường Giang mua xe tặng bạn gái có giá hơn 1,6 tỷ đồng. Bên cạnh, anh và Nhã Phương liên tục biểu cảm dễ thương khi chụp ảnh bên món quà đắt tiền. Nữ diễn viên rạng rỡ bên chiếc xe sang trọng và biểu tượng hoa hồng kết hình trái tim. Công Vinh. Công Vinh vốn nổi tiếng là một người chiều chuộng bà xã. Mỗi khi Công Vinh và Thủy Tiên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ khi anh luôn nắm chặt tay bà xã của mình và dành cho cô những cử chỉ âu yếm như một đôi tình nhân đang thỏa mặn nồng. Chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam từng tặng cho Thủy Tiên nhiều món quà đắt tiền, đặc biệt là xế hộp có giá trị tiền tỷ. Trên trang Facebook cá nhân, Lê Công Vinh từng chia sẻ hình ảnh nội thất của một siêu xe kèm dòng status quà cho vợ, dành tặng ca sĩ Thủy Tiên. Điều đó đã khiến rất nhiều người ghen tị và ngưỡng mộ về cuộc sống hạnh phúc của chàng cầu thủ số 1 Việt Nam này. Chiếc xế hộp có giá bán ở Việt Nam vào khoảng 5 tỷ đồng, rất được các sao giải trí nữ yêu chuộng. Nội thất bên trong của chiếc siêu xe mà Công Vinh chia sẻ trên Facebook cá nhân vô cùng sang trọng. Ông Cao Thắng. Đồng nhi ông Cao Thắng được xem là cặp đôi đẹp và thành công nhất của làng giải trí Việt hiện nay. Dù yêu nhau đã 7 năm, nhưng ông Cao Thắng luôn biết cách quan tâm và chăm sóc bạn gái như ngày đầu tiên. Nữ ca sĩ từng chia sẻ hình ảnh siêu xe mới lên trang cá nhân. Chiếc xe màu đỏ là siêu xe do ông Cao Thắng đặt hàng tặng bạn gái.
giá của xí hộp tại Việt Nam đã cộng thuế xấp xỉ 13 tỷ đồng. Đông Nhi hạnh phúc chụp cùng chiếc xí hộp, kèm dòng trạng thái chào mừng em đã về đội chị. Thành Đạt, sau khi công khai mối quan hệ với Thành Đạt, cặp đôi nhận không ít phản ứng tiêu cực từ khán giả. Vượt qua tất cả, giờ đây Hải Băng đang sống rất hạnh phúc cùng Thành Đạt. Dù cả hai chưa chính thức kết hôn, nhưng đã gắn bó như vợ chồng. Các fan của cả hai vẫn mong nhận được tin vui trong thời gian không xa. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ Hải Băng đã khoe loạt ảnh đi mua xí hộp tiền tỷ. Người đẹp viết thêm quà tặng cho con ong chăm chỉ cả năm qua. Hình ảnh này khiến nhiều người cho rằng đây chính là món quà sang chảnh mà cô nhận được từ Thành Đạt. Nữ ca sĩ bất ngờ trước món quà từ ông xã dành tặng. Thanh Bình, đầu năm 2017, Ngọc Lan đã sinh con trai đầu lòng ở Mỹ. Sau khi trở về nước, cô được ông xã Thanh Bình tặng xế hộp trị giá hơn 2 tỷ đồng. Ông xã Ngọc Lan chia sẻ, sau nhiều ngày chờ đợi cuối cùng cũng đưa em về. Anh cũng hài hước chia sẻ chiếc xế hộp là quà cho các thành viên trong gia đình. Quà cho mẹ đẻ giỏi, quà cho em ngoan ngoãn, quà cho ba giảm được 2.000 gram mỡ. Vợ chồng Ngọc Lan Thanh Bình khoe xe mới mua. Cận cảnh chiếc xế hộp gia đình Ngọc Lan vừa tậu. Ná thở trước vòng một khủng của người yêu ba nam thần V-Biz. Ba mỹ nam hàng đầu showbiz Việt Sơn Tùng, ông Cao Thắng và Ngô Kiến Huy hẳn phải rất tự hào về những cô bạn gái xinh đẹp. Bên cạnh tài năng âm nhạc và vị trí vững vàng trong làng giải trí Việt, Sơn Tùng, ông Cao Thắng và Ngô Kiến Huy còn được ngưỡng mộ bởi tình yêu đẹp và bền chặt dành cho bạn gái, chiếm được trái tim của các người đẹp, sở hữu vóc dáng gợi cảm và nhan sắc yêu kiều như Thiều Bảo Trâm, Đông Nhi và Khổng Tú Quỳnh. Hẳn ba nam nghệ sĩ nói trên phải rất tự hào. Dù chưa từng công khai thừa nhận chuyện tình cảm trước báo giới, nhưng từ lâu Thiều Bảo Trâm đã được đồn đoán là bạn gái của giọng ca Nơi Này Có Anh. Được biết đến với cá tính âm nhạc độc đáo, mỹ nhân sinh năm 1994, sở hữu ngoại hình cực chất với mái tóc màu bạch kim và ngũ quan thanh tú. Là một người đẹp thường xuyên dành nhiều thời gian trong phòng tập, nên Thiều Bảo Trâm sở hữu vóc dáng vô cùng nuột nà gợi cảm. Đặc biệt, nữ ca sĩ luôn thu hút mọi ánh nhìn với vòng một nảy nở và quyến rũ. Vòng một đầy đặn giúp Thiều Bảo Trâm tự tin diện mọi kiểu váy áo. Cô nàng luôn nhận được những lời tán dương về vẻ ngoài nổi bật. Không chỉ sở hữu vóc dáng chuẩn với chiều cao 1m68, Đông Nhi còn không ít lần khiến fan nín thở vì vòng một quá đội đóng mỏng của mình. Mỗi khi diện bikini, bạn gái ông Cao Thắng lại thiêu đốt mọi ánh nhìn của người hâm mộ. Trên sân khấu, Đông Nhi thường lựa chọn những bộ cánh khai thác tối đa vẻ quyến rũ của cơ thể. Đôi khi giọng ca Xin Anh Đừng tỏ ra phá cách với xu hướng gợi cảm, hoặc hóa thân thành miêu nữ sexy hết nức. Nhiều người ghen tị với ông Cao Thắng vì đã chinh phục được một nửa vừa tài năng lại xinh đẹp yêu kiều như Đông Nhi. Vào nghề đã lâu, nhưng Đông Nhi vẫn là một tên tuổi có sức hút vô cùng mạnh mẽ. Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Huỳnh cũng là một cặp đôi được nhiều người yêu mến của showbiz Việt. Vốn được biết đến với hình ảnh công chúa dâu tây trong sáng, nhưng vài năm trở lại đây Khổng Tú Quỳnh đã lột xác và chọn theo đuổi hình tượng gợi cảm. Nữ ca sĩ ăn mặc ngày càng táo bạo với những bộ đồ ren khoe ngực đầy. Khổng Tú Quỳnh từng tung bộ ảnh quảng bá game gây xôn xao vì độ nóng bỏng. Đầm cúp ngực khoét sâu trễ nải cũng thường xuyên được bạn gái Ngô Kiến Huy sùng ái để khoe khéo đường cong cơ thể. Vòng một đẩy đà quyến rũ của Khổng Tú Quỳnh không thua kém các mỹ nhân ngực khủng và là niềm mơ ước của nhiều chị em.